Em làm giám đốc công ty phân phối ô tô của Đức tại Việt Nam. Thấy con này khó nè, anh ở lúc ở trong miền Nam. Dạ. Em ở Quảng Nam. Quảng Nam quá. Dạ không sao, bởi vì em cũng đã xác định tư tưởng rồi. Cái vấn đề mà bạn đầu của em ở đâu thì em có thể đi đó. Trời bởi ơi, vì... khỏe rồi em. Bởi vì công việc của em thì có ở đâu cũng có thể làm được. Rồi xin mời nhà gái. Chào em. Mời nhà trai. Xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Dạ, em là Bích Ly. Em đến từ Quảng Nam. Dạ, em năm nay là 39. Là em sinh năm 82. Và hôm nay là em vào là ngày hôm qua và ngày có mặt tại đây. Vậy đó hả? Dạ. Em làm gì liên? Dạ, công việc của em là làm đẹp cho các ngôi nhà, em bán hoa phong lan. Hoa phong lan hả? Dạ, hoa phong lan cây cảnh nữa. Được rồi. Anh trai. Dạ, giới thiệu mình cho nhà gái nghe đi. Em xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Lê Minh Hậu, sinh năm 1975. Hiện em làm giám đốc công ty phân phối cho một nhãn hàng chăm sóc ô tô của Đức tại Việt Nam. Ở đâu? Dạ, ở quận Bình Tân. Quê hậu ở đâu? Dạ, em sinh ra ở Quảng Nam luôn ạ. Rồi em, bây giờ em nói luôn cho bên đó cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, em là một người phụ nữ của gia đình, dễ hòa nhập với cái môi trường. Em nấu ăn rất là giỏi. Nói chung là công việc nào em cũng có thể làm được. Rồi còn cái điểm yếu của mình thì sao? Điểm yếu của em á thì em thấy là em cũng hơi nóng tính một tí. Em cũng ít dặn gì ai, bởi vì thực sự là mình luôn dĩ hòa với quý. Em trai, giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu cho mình cho bên Liên nghe đi. Dạ, em thì chững chạc, biết ứng xử với tất cả các mối quan hệ trong xã hội và gia đình, có khả năng xử lý tất cả những cái khó khăn đến với mình trong công việc cũng như trong nội tâm, chuyển hóa những cái buồn phiền, những cái khổ não. Hay quá. Dạ, làm việc thì rất là hệ thống, hiệu quả. Sếp của một hãng ô tô là dữ lắm mà, giỏi à. Còn điểm yếu của em thì em cũng có lẽ là mình đôi lúc là mình cảm thấy mình thật thà quá, dễ tin người quá, hơi dễ mũi lòng nếu mà ai đó năn nỉ mình. Là nhà gái cho nhà trai biết có mấy mối có tình rồi. Mấy mối tình rồi. Dạ, em đã ly hôn cách đây 10 năm rồi anh. Em được một cháu gái năm nay 14 tuổi ở với em và một cháu trai 12 tuổi đang ở với ba. Nhà trai có thể chia sẻ tình duyên về cái tình duyên của mình được không? Cũng đã có gia đình và ly hôn rồi chị. Lâu chưa em? Dạ khoảng gần một năm vậy, ly hôn gần một năm. Ồ. Dạ. Mấy cháu rồi? Dạ có một cháu trai hiện tại đang ở với mẹ. Ở với mẹ. Dạ. Rồi em hiện nay ở với ai? Em ở một mình ạ. Liên Ngọc, vậy giờ em nghĩ là bây giờ cái người đàn ông, cái mảnh ghép của em sau này sẽ như thế nào? Thật sự bây giờ em mong muốn là có một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông của gia đình, vợ chồng là luôn lắng nghe và chia sẻ và thay đổi. Em thích người đàn ông là phải là nhẹ nhàng nhưng mà vẫn có sự ấm áp ở trong đó. Và em không thích người đàn ông mà vũ phu hoặc là có những lời nói. Em sợ những người đàn ông vũ phu đúng không? Bởi vì trước đây cái cuộc hôn nhân của em á, em đã từng bị như vậy đúng không? Thì em cảm thấy là em có bao nhiêu phần trăm trong cái mong mỏi của Liên? Em có hơn 100% á. Em có hơn 100% á. Wow. Vậy thôi, về sẵn đài vậy em nói luôn cái mong mỏi của em đi, để coi Liên có bao nhiêu phần trăm. Ngay từ xưa thì mình cũng nghĩ là cái chuyện mà kinh tế chính trong gia đình thì người đàn ông làm. Thì em nghĩ là mình có thể làm được chuyện đó. Và rất mong, rất cần một cái người phụ nữ họ có thể là chăm lo được việc gia đình, chia sẻ nói chuyện được với em trong cuộc sống. Với lại cái quan trọng nhất vẫn là đối thoại với nhau một cách nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng thôi nha. Ok. Ở Quảng Nam hả? Dạ. Em về nơi xứ Quảng ha? Dạ. Em nấu cao lầu được không? Dạ được, em rất là giỏi về nấu ăn nhưng mà em chưa mì Quảng. Vậy là hay. Nhưng thấy con này khó nè, anh ở lúc ở trong miền Nam. Dạ. Em ở? Ở Quảng Nam. Quảng Nam quá. Dạ không sao, bởi vì em cũng đã xác định tư tưởng rồi. Cái vấn đề mà bạn đầu của em ở đâu thì em có thể đi đó. Trời bởi ơi, vì... khỏe rồi em. Bởi vì công việc của em thì có ở đâu cũng có thể làm được. Ở nhà riêng đúng không? Dạ. Ở mình đúng không? Dạ. Rồi khỏe. Cái nhà đó trồng lan được không em?
Chắc chỉ treo thôi à. Không có đất đúng không? Dạ không có đất. Nhà trên trời. Đó, nhưng mà ban công ta, ta dạ, trồng dạ. được chứ em. Dạ treo. Trời ơi. Rồi Liên đi với ai? Dạ hôm nay em đi với bạn của em, là bạn vừa học lớp mà cũng rất là thân. Em chào Hiền Linh, chị Hồng Vân và các bạn ở trường quay ạ. Em Trang, bạn của Liên từ hồi học cũng 3 đến giờ. Theo cảm nghĩ thật của mình nha, tại vì mình chơi bạn mình hiểu tính. Mình là bằng tuổi Liên, bạn này là bằng tuổi chồng mình, y chồng mình luôn. Nói chung là hợp. Hợp. Nhưng mà vấn đề bạn của em á, là anh phải hiểu thế này nè. Bạn em rất là hoàn cảnh, nhưng bạn em cực kỳ lanh, sống ở nào cũng sống được hết. Bạn có thể làm nghề gì bạn cũng sống được hết. Nhưng mà do bạn có hoàn cảnh như thế, bạn khó khăn á, bạn không có được những cái cơ hội để bạn vươn lên thôi. Chứ bạn em rất là lanh. Bạn em là người phụ nữ của gia đình đó, rất là giỏi trong vấn đề nấu ăn. Không có sự gò bó của gia đình, chỉ có một đứa con đi đâu là lo đi đó thôi. Bạn em có một cái nhược điểm là bạn em nóng tính, cho nên không thích là cứ nói thẳng. Nhưng mà khi mình nói thẳng ra rồi thôi là mình không có bỏ bụng. Em nghĩ anh là một người giống chồng em á, cho nên anh cũng bị thái giống chồng em, cũng rất là dịu dàng và nhẹ nhàng giống như chồng em. Mình nghĩ là vậy đó. Rồi, Hiền, nói chung là Hiền. Rồi, cảm ơn em gái. Hậu đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với đại gia đình cũng đông á, 10 người luôn. Và đặc biệt là có bố em từ trên quê xuống. Rồi, xin chào đại gia đình của Hậu. Xin chào bác. Chào Quỳ Linh. Dạ. Dạ. Chào cháu Liên. Dạ, con chào bác. Người ta thường nói bao nhiêu tình yêu cũng dồn về cho một mối. Mà mối đó là mối gì? Là tình yêu đôi lứa. Dạ. Yeah. Thì cái duyên thì tôi nghĩ là hôm nay đã có rồi đấy. Dạ. Yeah. Còn lại cái nợ, tôi chỉ chia sẻ một chút là để nhường lại cho hai con. Dạ. Yeah. Có cơ hội của giờ phút này để tìm hiểu và nhận biết nhau, mình là có nợ với nhau. Dạ. Yeah. Thì yeah. sau đó mấy con phải cố gắng ổn định tinh thần và nhấn nút đi con. Dạ, trời ơi. Bác nay nhiêu tuổi rồi bác? Dạ, tôi 78. Trời ơi, con bác mới hay quá. Mình mở rào cho hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Anh cho anh. Rồi tặng quà đi. Tặng quà nhau đi đó. Hoa quà. Lấy luôn cái bình nó tặng luôn cũng được. Anh tặng quà cho em. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh này. Cái món quà của em này là tự tay em làm. Sen đá nó mang cái ý nghĩa là sự kiên trì. Và trong tình yêu thì nó có sự ý nghĩa là sự sắc sâu. Em cũng chúc anh đó là trong công việc là luôn luôn có sức khỏe. Có sự kiên dũng về sự bền bỉ. Anh không phải là cái người trồng hoa hay là bán hoa. Yeah. Thành ra là anh không hiểu lắm về cái ý nghĩa. Yeah. Thì anh nghe vậy thì anh cũng rất là vui. Yeah. Thì hôm qua thì anh đi lựa hoa để tặng. Yeah. Mà anh thấy đây là cái giỏ hoa nó đẹp nhất ở trong cái tiệm đó. Yeah. Thì thành ra là anh đặt mua cái giỏ này. Yeah. Em có biết ý nghĩa của giỏ hoa này không? Em nhìn em nói như vậy. Yeah, thì trong này có hoa hồng là hoa tự nhiên, còn cái này là cái này có tên là hoa vũ nữ, nó thuộc dòng hoa phong lan. Em cũng bán dòng này đây. Dạ, phong lan thì nó có tượng trưng, nó rất là bền, là một cái loại hoa có sức sống rất là mãnh liệt. Chắc em nghĩ là anh cũng dành cho em như vậy thôi. Còn hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu rồi. Hoa nó xinh, nó đẹp, nhưng mà vài bữa rồi nó cũng sẽ héo. Yeah. Còn cái quà này thì anh nghĩ là em có thể giữ làm lưu niệm lâu được. Dạ, dạ rồi, em cảm ơn. Chàng trai có ngỏ ý muốn tặng cho bạn gái bài hát và tự đàn luôn. Đây, coi như là... Dạ, đúng sở thích của em luôn. Bởi vì bình thường là em cũng hay đi văn nghệ cho câu lạc bộ Hoa Lan của chỗ em á. Anh tặng em và tất cả quý vị trong khán phòng hôm nay một bài hát của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tựa là Lối Nhỏ Vào Đời. Anh sẽ là dòng sông, sẽ là dòng sông để em là biển rộng,
anh sẽ là gió lộng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây, đời em là bình minh rực cháy, đời em là hạnh phúc tràn đầy. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi vu, đời em là tình yêu bỗng cháy, anh đã cho em mùa xuân này, anh đã cho em mùa xuân. Hay đó. Dạ. Em có thích bài hát của anh không? Dạ em rất là thích, bởi vì bài hát nó có ý nghĩa và em cảm nhận được là anh dành rất là nhiều tình cảm và sự đầu tư trong cái bài hát đó. Thực ra thì anh cũng biết hát rất là nhiều bài. Dạ. Nhưng mà anh cũng lựa dữ lắm. Thì không biết còn gì để nói nữa. anh sẽ là lối nhỏ đó. Dạ. Dạ, nói chung là cái cảm nhận của em là em gặp anh nhưng mà em thấy rất là gần gũi. Em thấy rất là giống như là em gặp anh ở đâu đó rồi. Mà em cảm thấy nói chung là ở anh có sự em có thể có sự tin tưởng đúng theo cái suy nghĩ của em. Hai đứa chuẩn bị cưới nhau đó, rồi có sinh con đẻ cái gì thêm hay không? Đẻ liền luôn ha. Còn về vấn đề sinh con thì em nghĩ là mình cũng nên có thêm một đứa con cho nó vui. Sinh con á thì hai vợ chồng á có con chung thì nó rất là tốt, rất là hay. Tuy nhiên thì anh cũng không biết nữa, tại vì mình lớn tuổi đó. Cái đó cũng phải tùy theo ý kiến của bác sĩ nữa. Thực ra thì mình cũng lớn lên, sinh ra ở Quảng Nam. Gặp em hôm nay thì thấy cũng có cái quê hương ở trong đó. Giúp cho mình cảm thấy gần gũi hơn. Gần lắm đó em. Đất Quảng Nam chưa mưa đã nắng, rượu hồng đào chưa uống đã say. Nếu ta cảm giác đây là một nửa manh ghép của mình, đừng ngại ngùng bấm nút. Và khi chúng ta bấm nút, chúng ta phải thật sự có trách nhiệm với nút bấm đó nha các bạn. Chuẩn bị 1 2 3 hết thời gian. Cái gì mà bấm chậm vậy? Nắm tay nhau đi. Nắm đi em. Nắm đi. Hẹn hò thiệt rồi đó. Xin phép ba cho tụi con hôn nhau một cái. Hôn má đi hậu. Anh sẽ là lối nhỏ để em bước vô đời đó. Vô. Gì vậy? Cái nào ôn ôn thắng thiết là tình hữu nghị thôi. Đúng. Nào. Đó. Sớm mà con chưa có yêu ai hết trơn. Con nghĩ chắc người ta chê con không có xinh lắm sao, không có ai. Em chỉ có một mối tình đơn phương từ cấp 2 đến giờ. Và em rất là khó tính. Thì em rất là đề cao cái sự đúng giờ, đúng giờ đến mức là gọi là cực đoan luôn. Nhà em thì cũng có truyền thống về gia đình cách mạng á. Nên là em thấy cái điểm đó là em cũng thích. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ, chào anh. Mời đi em. Mời nhà gái. Chào Kinh. Bây giờ mình nói lớn cho nhau nghe, giới thiệu cho nghe để cảm nhận giọng nói nha. Mời em Nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân cũng như bạn nữ bên kia. Thì tên em là Phạm Duy Nghĩa. Năm nay em 29 tuổi, quê gốc ở Hà Nội nhưng mà em sinh ra ở đây. Hiện tại là em đang là làm biên tập viên và là phóng viên ảnh cho một tạp chí ạ. Mời nhà gái. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ, em chào anh trai kế bên. Và xin chào tất cả quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Con sinh năm 95 là con tuổi Hợi. Quê con là ở Bình Thuận, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ở quận Tân Phú. Dạ, công việc của con là nhân viên hành chính nhân sự cho một công ty về lĩnh vực cơ khí ở quận 6. Vậy hả? Dạ. Sẵn đà vậy mình nói luôn về cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi con. Thì ưu điểm của con là con
con biết quan tâm tới mọi người xung quanh, con yêu thương mọi người, coi trọng cái gia đình. Khuyết điểm của con á, thì con cảm thấy là ngoại hình của con thì cũng chưa có thực sự là ok, chưa bắt mắt lắm. Ok mà, cô thấy ok mà, yên tâm. Tại vì hồi nhỏ giờ con thấy con tự ti lắm, nên là từ nhỏ tới lớn là con chưa có yêu ai hết trơn. Con nghĩ chắc người ta chê con không có xinh lắm hay sao, không có ai. Con, ủa là con chưa có mối tình nào luôn á hả? Dạ, từ nhỏ tới giờ là con chỉ có lo đi học thôi, rồi ra trường là con đi làm. Tại vì má dặn á là nhỏ thì lo đi học đi, rồi lớn ra trường đi làm, ổn định sự nghiệp đã rồi muốn yêu ai đó yêu. Cái quan niệm của con cũng là như vậy luôn. Lý lịch trích ngang của nhà gái tôi đến đây là hết luôn cả phần tình yêu nha. Rồi, khỏe re. Bây giờ em phải nói thế mạnh và điểm yếu của em cho đàn gái nghe. Điểm mạnh của em thì em tự nhận mình là một người sống rất là đơn giản, không cầu kỳ. Nhưng mà có một cái điều em rất là khó tính. Tại vì em đã từng trải qua 3 năm ở trong quân ngũ rồi. Thì em rất là đề cao cái sự đúng giờ. Đúng giờ đến mức là gọi là cực đoan luôn. Đã 5 giờ sáng thì là phải gõ kẹn là dậy, tập thể dục. Với lại em là được giao cái chức là quét dọn nhà cửa trực sinh ấy anh. Trời, chức dữ vậy. Dạ, rồi, quét dọn nhà cửa hay là lau chùi bồn cầu toilet gì là em làm hết. Thì đó, rồi 11 giờ thì ăn cơm. Rồi 4 giờ, 5 giờ chiều thì tập thể dục, 9 giờ phải đi ngủ. Rồi, đó. Vậy là quen với cái giờ đó rồi đúng không? Dạ đúng, bây giờ nó giống như là đồng hồ sinh học luôn rồi. Anh hiểu rồi, nhưng với phụ nữ, với người đẹp đó em, thì cái giờ đó không được đâu. Em rất là hiểu điều đó, cho nên đối với em khó với bản thân thôi. Nhưng mà đối với người ta thì em rất là dễ. Dạ, vậy được. Đôi khi là anh phải chờ có người đẹp đứng kế bên kia, anh phải chờ lâu lắm luôn. Dạ đúng rồi, nhất là trong mấy cái vụ shopping hay gì đó. Vui vẫn hạnh phúc thôi. Dạ, bởi vì người ta đẹp người ta có quyền. Dạ, Anh Linh nãy giờ anh cứ nói ngầm ngầm mà em đâu có hiểu đúng không? Anh chửi chị nãy giờ đó. Đúng không? Dạ. Không ai đâu. Ông chờ tôi cái gì? Rồi tôi chờ ông đã làm sao? Bây giờ cuộc đời này chờ qua chờ lại đi cho nó vui. Mắc cười ghê luôn. Đời hạnh phúc mà chị. Dạ. Hẹn hò đợi chờ là một hạnh phúc mà. Dạ đúng. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em chỉ có một mối tình đơn phương từ cấp 2 đến giờ. Còn qua đến những năm đại học rồi đi, sau này đi làm thì cũng chỉ như là thoáng qua thôi. Thoáng qua thôi. Tại vì mình cũng chỉ tập trung vào việc học rồi là đi làm. Còn đầy bụi phấn nha con nha. Dạ. Con nghe anh nói về cái vấn đề giờ giấc là con cũng thấy thích á. Tại vì cái nguyên tắc con sống là con cũng kỷ luật, đi làm về tối về là dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, ăn uống xong xuôi hết là 10 giờ là con sẽ ngủ. Ví dụ như bữa nào con trằn trọc về công việc hay gì kia thì cỡ tầm 10:30, 11 giờ không bao giờ con ngủ khuya. Bây giờ người ta nói là ngủ khuya quá là bị stress nhiều và dạ, sẽ rồi. Bị mập ra giống như chị. Tôi mập không phải là tôi ăn nhiều đâu Linh nè, tại vì tôi hay ngủ khuya đó. Tôi nói cho Linh biết, đừng có cười. Để qua coi nhà gái coi sao. Đáng yêu. Dạ con. Rồi, chào chú. Chào con. Thôi cao rồi nha. Đó, người dày thon thả đẹp gái vậy mà biểu là tự ti về dáng vóc là sao con rồi. Con nghe mình nói phụ nữ không có phụ nữ nào xấu cả. Không có chú, cái này là ví dụ như mà ai xấu cái người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ mà con nghèo quá, con đâu có tiền đâu. Bây giờ là làm gì làm bây giờ là như con thì con muốn thẩm mỹ cái gì con nói con nghe coi. Năng người cô dân có thẩm mỹ chút thôi chứ. Tôi thẩm mỹ chỗ nào tôi quánh đâu bây giờ nha. Ông nói tôi nghe coi. Dạ. Con nói đi, con nói cái mẫu hình lý tưởng của con muốn. Con thích bạn trai là chững chạc, trầm tính, ổn định, sống biết quan tâm tới mọi người, có đạo đức, không có dối gạt đối phương của mình. Con thì con không có cần bạn trai phải đẹp trai lắm đâu. Nói chung là nhìn khuôn mặt sáng sủa gọn gàng, tóc tai thì đừng có hối quá. Con cũng không có ý gì đó chú, mà tóc như chú là được rồi. Con không có kiểu như hối mà hối quá luôn á chú, là không có tóc luôn á là con không thích. Chú mới cấy á con. Dạ. Chiều cao thì cao hơn con một xíu là được, con cỡ 1m58 thôi, tại nhìn con ốm nên nó gọn hơn. 1m58 phải không? Dạ, không có quá ốm, nói chung là người vừa vặn ok là được. Ốm không lo, bí quyết hồi xưa của dân cũng ốm vậy đó. Làm như mình ốm lắm vậy đó. Nghe bạn nói dễ thương không? Dạ. Đàn trai đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Em từng sống trong quân ngũ rồi cho nên những cái việc như là nấu ăn thì cơ bản, với lại giặt giũ hay là nhỏ. Là đúng chuyện nhỏ. Dạ. Anh cũng đi trà toilet rồi dọn nhà hốt rác hoài. Có những cái chuyện đó thường. Em không hề ngại. Chuyện bình thường, chuyện hàng ngày mà. Nhưng mà cái này cô nói gì không thích thôi hói gì đó. Đầu em hơi hói tí. Nói chung là tóc em hơi ít tí. Không biết bạn nữ có chịu không ạ. Bây giờ hỏi bên đó cái mẫu hình lý tưởng của em sao? Mẫu hình lý tưởng của em thì xinh xắn, dễ thương. Nhưng mà có hai cái điều em cần nhất đó là quan tâm đến gia đình. Nhưng mà điều thứ hai em cần nữa đó là phải cực kỳ quan tâm đến sức khỏe của mình. Bạn em hay nói ấy, khi mà người ta có sức khỏe thì người ta rất mong muốn rất nhiều thứ.
Nhưng mà khi người ta lại không khỏe rồi thì người ta chỉ mong ước một điều, đó là có sức khỏe. Đúng rồi. Đó. Anh giờ cũng vậy đó. Yeah. Anh giờ chỉ mong muốn điều thôi. Em không cần là bạn tập gym hay là cái gì đó. Không được, bạn khoan tập gym thôi. Từ từ. Tập gym là người ngồi kế bên thôi ha. Không, bạn từ từ tập gym đi. Chú cứ ghẹo cô hoài. Làm như cái thú vui cuộc đời của ổng vậy đó. Không, nhưng mà nhìn ngày nào mà chú cũng cà khịa. Cô cũng phụng nhìn Phúc Hậu mà đâu có phải đâu cô. Dạ. Không sao, giữa cô chú thì cà khịa nhau hàng ngày mà. Cưng muốn cái người phụ nữ của mình xinh xắn giống như ai nào? Có hình mẫu lý tưởng gì không? Xưa em rất là thích phim Hoàng Châu Cách Cách nên chắc hình mẫu chắc giống như Triệu Vy vậy. Dạ. Tiến tử Triệu Đô đi. Không Triệu Vy được, Triệu Đô được không? Nói chung là nói là thích diễn viên vậy thôi. Nhưng mà em cũng mong muốn là bạn nữ bên kia thì mang những nét đẹp của người phụ nữ áo đông. Tóc đen thì càng tốt. Em tóc đen nè. Thế là tốt quá rồi ạ. Dạ. Dạ. Bây giờ hỏi gia đình đi. Em gái đi với ai? Dạ, con cũng chia sẻ luôn là hôm nay là nhà con có đám cưới của anh trai con. Vì cái duyên đến đây là em vì anh trai cho nên là em lỡ hết một ngày hôm nay. Là con chỉ đi với lại bạn của con là hai đứa bạn thân với lại chị đồng nghiệp. Rồi nhanh nhanh về đi rủ bạn trai đám cưới luôn cho con. Đúng rồi, đi về đám cưới luôn. Nếu mà hôm nay mà em trễ xe về là anh chở em về luôn nha. Đó nha, đó, về đám cưới luôn nha. Dạ, con xin chào chú Thường Linh và chào cô Hồng Vân. Trước tiên thì con xin nhận xét về bạn Trâm thì Trâm rất là một người rất là tốt bụng, vui vẻ và hòa đồng với bạn bè. Thì theo như tiêu chuẩn của Trâm thì anh trai ở đây rất là khá là phù hợp rồi. Tại vì Trâm rất thích là những người mà đi làm việc trong nhà nước. Thì nếu được thì mong hai bên sẽ cho nhau cơ hội. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, con trai đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân từ hồi nhỏ. Thân từ nhỏ luôn hả? Dạ. Xin chào anh Nguyễn Linh với chị Hồng Vân. Chào anh. Mình xin nhận xét về bạn. Bạn có một cái giọng nói rất là đáng yêu. Hoàng Châu Cách Cách đúng không? Giọng nói của Hoàng Châu Cách Cách rất là ngọt. Và những gì mà bạn yêu cầu với hình mẫu bạn trai lý tưởng á, là mình là bạn của Nghĩa cũng đã hơn 10 năm rồi. Dạ. Thì bạn Tả giống như là bạn Tả bằng Nghĩa luôn rồi đó. Thì Duyên đã đem hai bạn tới chương trình này rồi. Thì mình có thể cùng nhau đi thêm một chút nữa để xem mình có hợp với nhau hay không. Hai bạn sẽ hợp với nhau. Mình nhận xét là như vậy. Trời hay quá. Trời kéo rào lên. Kéo rào luôn đi. Rồi, mượn cho nó có nợ luôn. Mở rào. Anh có muốn quà tặng em. Dạ, theo quan niệm của nước ngoài ấy, thì màu hoa hồng xanh ấy là đại diện cho sự yên bình và sự vĩnh cửu. Đây cũng như, giống như là nó đại diện cho một cái tình bạn, trước hết là tình bạn và cũng như là sau này là tình yêu, nó cũng trường tồn với vĩnh cửu, như vậy. Bông hoa như thế này. Em tặng anh một cái túi đeo thời trang. Mở rào ra thấy sao? Có giống như là mình tưởng tượng không? Em nói trước thì em cảm thấy bạn nữ là rất là một người rất là dịu dàng, nhẹ nhàng. Anh không biết là em có thích chụp ảnh không ạ? Dạ, em thích chụp ảnh mà trước giờ không có ai đi theo chụp. Tại vì ngoài nghề chính của anh ra thì anh cũng là một người rất là đam mê nhiếp ảnh. Được thì hãy làm mẫu ảnh cho anh. Đại đội của anh. Dạ. Đại đội của anh. Thì, ngoài cái sở thích nhiếp ảnh thì anh cũng rất là thích nuôi động vật. Dạ. Trong những cái điểm yếu của anh là rất là sợ những thứ dễ thương. Nói chung mình đang nóng như thế nào tự nhiên gặp một chú chó con thì chú mèo con là mềm nhũn hết. Vậy là cái điểm đó em cũng thấy giống em rồi. Tại em cũng thích động vật lắm, đặc biệt là chó mèo á. Nhà ở quê thì em có nuôi chó, nuôi mèo. Nhưng mà ở trong này thì không có được phép nuôi. Nếu mà mai mốt ví dụ như em về nhà anh thì anh cho em nuôi nha. Thì nhà anh cũng đang nuôi một con cún em. Dạ. Dạ. Nói tiền tình yêu đi. Thì ta tự này qua ta nói qua cái kia. Em có nghe anh chia sẻ là lúc trước mình có tham gia vào quân đội hả anh? Thì nhà em thì cũng có truyền thống về gia đình cách mạng á. Nên là em thấy cái điểm đó thì em cũng thích. Anh hiện tại là đang ở đâu ạ? Anh thì ở quận Tân Phú. Em cũng ở Tân Phú luôn, anh ở đường nào vậy anh? Anh ở ngay gần Eon Môn á. Đi bộ bên bờ bao Tân Thắng hả anh? Đúng rồi em. Dạ, ngày nào hầu như sáng nào cũng 5 giờ dậy là chạy vòng vòng mấy quanh đó cho đủ mấy km rồi về vậy đi làm. Vậy bữa nào anh chạy vòng vòng anh chạy tới anh gọi em dậy để đi làm. Rồi anh sẽ rủ em. Nếu em dậy sớm được. Dạ. Có câu hỏi nào muốn hỏi em không? Thì em gia đình em ba mấy người? Gia đình em thì có 6 anh chị em. Em là con út, chỉ còn má của em thôi. Ba em cũng mất cách đây cũng 5-6 năm rồi. Thì về điểm đó cũng giống anh. Tại vì anh cũng là người mất ba sớm. Hiện tại thì đang sống với lại mẹ và em trai anh. Nãy là anh Quyền Linh nói anh là điểm mạnh, điểm yếu. Thì anh đã nói về điểm mạnh với cũng như là sở thích của anh rồi. Nhưng mà anh chưa có nói điểm yếu của anh. Thì em có muốn nghe điểm yếu của anh không? Anh cứ nói thì em sẵn sàng lắng nghe.
điểm yếu chí mạng đầu tiên nhất của anh ấy đó là sợ dán. Sợ dán. Nó có một cái gắn liền với một câu chuyện như thế này, một cái đó là một câu chuyện buồn. Đó là vào một năm 2011, thì trong lúc đó đang tắm, thì lúc đó là nhà anh là chưa có xây xong, thì phải ở một cái ngôi nhà gần đó để mà chờ trong cái quá trình thi công đấy. Yeah. Thì mà khổ cái ngôi nhà đó thì nó cái cống hơi sập sệ tí, cho nên dán nó lên rất nhiều. Thì đang tắm thì con dán nó bay vô người thì coi như là tông cửa chạy ra luôn. À, coi như là lúc đó là không còn gì để mất mà cũng mất luôn những gì đang có. Là tại vì cái sự cố đó mà anh sợ dán luôn hả anh? Không, sợ dán từ nhỏ em. Anh yên tâm đi, em có sợ dán, em mà thấy dán em sẽ đập rồi, nó luôn. Nhất dùm anh cả. Dạ. Điểm yếu của anh thứ hai là anh khá là dễ bị xúc động trước một số thứ. Ví dụ như là một tập của chương trình như chưa hề có cuộc chia ly, hay như là một tựa anh chơi một tựa game, nhưng mà ở đó là tựa game đó là do một người bố làm về đứa con trai bị ung thư. Bản thân anh là một người làm báo, cho nên có những câu chuyện buổi sáng đọc những cái mảnh đời mà mình vô tình đọc được ấy, thì nhiều khi đọc xong thấy cái khóe mắt mình lúc nào cay lúc nào chả hay luôn. Thật ra là em cũng thấy anh có nhiều cái điểm tương đồng với em. Em là em thấy cái gì mà xúc cảm á là em cũng khóc nữa. Coi những cái bộ phim mà cảm động em cũng nằm em khóc một mình. Bây giờ nghe hai đứa nói anh cũng khóc luôn rồi. Nhưng mà em cứ yên tâm là do là đã có quá trình công tác trong quân ngũ rồi, cho nên những thứ nào đó mà anh đe dọa em là anh sẽ bảo vệ hết. Em cứ yên tâm. Em thấy nắm tay bạn gái đứng lên hát tặng bạn gái một vài hát nào đó. Ngoài cái chuyện ta nói chuyện mình còn trao nhau cảm xúc. Dạ. Nắm tay vô, nắm hai tay hai bên. Đúng rồi đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó, lúc thì này là... đây là một cái bài hát mà một người em gái của anh đã đi bây giờ đi nước ngoài rồi. Thì dạy lại cho anh, nói sau này hãy hát cho người mà anh yêu. Thì bài có tựa đề là Modern Words. Dạ. Thì ý nghĩa của nó là tình yêu thì cần hơn những lời nói. Anh xin hát. Anh hát cho em nghe nè. Saying I love you is not the words I want to hear from you. It's not that I want to not to say, but if you only knew how easy it would be to show me how you feel. Modern words is all you have to do to make it real. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I already know. What would you do if my heart were torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real, just by saying I love you. Bây giờ mình đã hết thời gian rồi. Ha. Bắt đầu để tay mình nút bấm đi các bạn. Mà đã bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm của mình. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Bật bật hai cái luôn, ghê thiệt, nó đỏ cùng một lúc luôn. Rồi. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau đi. Đó, hai cái nắm tay đầu tiên luôn á. Cái hôm đầu tiên nào, hai ba nào. Cái hôm đầu tiên nào. Đó, dễ thương vậy thôi chứ muốn gì nữa giờ. Dạ, về cái cuộc hôn kêu cảm nhân vật nữ giùm chị Nhi A đi ạ. Để một hồi rồi nó dính tới dính lui mất công lắm mọi người ơi. Chị là chị Tô Nhi A. Dạ. Nhi Đồng á. Dạ. Đúng không? Thạc sĩ tâm lý. Tiến sĩ rồi. Tiến sĩ, dạ. Tiến sĩ rồi. Dạ, thạc sĩ ta đi về. Đúng không? Tại em cũng... Dạ. Dạ. Thoải mái lên. Dạ, âm thanh. Âm thanh phải đến. Âm thanh quyền lực nhất. Các con bé khi mày không ăn cơm mà mày suốt ngày mày giác má mày đi quay mày hay được xin biết vậy. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Hẹn Ăn Trưa. Chương trình được phát sóng lúc 18 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và chương trình được nhận sự đồng hành của app Hẹn Hò và Giữ Lửa Tình Yêu Speak Couple. Rất là cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Và thưa quý vị khán giả thân mến,
mỗi một tuần trôi qua thì chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc gặp gỡ ở Hẹn Ăn Trưa. Chương trình có một cái sứ mệnh mà chúng tôi rất là mong mình sẽ được hoàn thành tốt, đó là việc xe duyên cho những bạn đang cô đơn nhưng rất khát khao một tình yêu chân thành, để mình có thể có người bầu bạn, có thể có người đồng hành để cùng trải nghiệm hạnh phúc của hương vị tình yêu. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng tôi có hoàn thành được sứ mệnh đó hay không thì vẫn là một ẩn số. Bây giờ ở trong khung hình thì chúng ta đã thấy có sự xuất hiện rất là sẵn sàng của nhà trai rồi, bạn nam đã ngồi ở đây. Vậy thì chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của nửa mảnh ghép còn lại. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ phải đi tìm mảnh ghép còn lại để có thể tạo ra được một cái bức tranh hoàn chỉnh ở cuối chương trình. Đó là điều mà chúng tôi mong muốn. Chúng ta sẽ cùng chào đón bạn nữ nhé. Lên một bước nữa, bước qua bên trái một bước nữa. Rồi. Rồi. À, bạn trai bên kia ơi, bây giờ mình sẽ cùng nắm nút hạ ra ha. Để mình có thể trò chuyện một cách thoải mái. Rồi. Chào em, cô gái thân mến. Bắt mẹ đến đi. Sao, cảm giác tháo được cái mặt nạ này ra thấy như sao em? Thấy chị xinh đẹp ngồi đối diện là em có sự có cái sức hút với cái sự động lực mạnh đó. Chị thấy em đang lúng túng, chị thấy em có sự lúng túng đó. Bên kia đó vừa ở đây em thấy chị xinh đẹp đồ ha, thấy cũng cũng chịu khó khen đến phu nhân đó. Ở bên kia là một cô gái, bạn ấy cũng đến đây với sự chân thành để tìm kiếm một cái mảnh ghép cho mình. Em thì sao, cơ duyên nào em đến với chương trình? Dạ thì lời nói đầu tiên em xin kính chào ban tổ chức, ban biên tập của chương trình Hẹn Ăn Trưa, cùng xin chào chị tiến sĩ tâm lý Tonia xinh đẹp, và chào bạn nữ đang ngồi đối diện bên kia. Một lời chúc sức khỏe và chào trân trọng nhất. Em tên là Nguyễn Thanh Long, sinh năm 1992, cũng đang công tác tại đó, làm việc tại Đồng Nai, quê quán anh Đồng Tháp. Thì cũng một mình mấy năm nay rồi, có khoảng 4-5 năm nay rồi, một mình, một cô đơn một mình. Cũng tìm, cũng cần tìm một người đúng, cho nên là cũng nhờ chương trình để tìm giúp cho mình một nửa yêu thương để ghép lại. Trời ơi, ta nói chuẩn bị gian ở nhà chắc dữ lắm nè, học thuộc chắc căng thẳng, thả lỏng cơ thể ra em. Rồi, mình ở quê Đồng Tháp, đang làm Đồng Nai, cụ thể công việc của mình là gì? Dạ, công việc em hiện tại là công ty cơ khí. Công ty cơ khí. Rồi, là mình ở bộ phận nào của cái công ty cơ khí? Cắt những cái mẫu bản quẻ của cấp trên đi xuống đó, để hàng tiện theo. Cắt tiện hàng đồ nghe. Rồi, tiếp xúc với máy móc, rồi coi như là mối hàng đồ là nhiều mỗi ngày. Cách đây khoảng 4 năm rồi thì mình bắt đầu cô đơn. Vậy điều đó có nghĩa là từ 4 năm về trước là mình có người yêu. Dạ, em thì trải qua 2 mối tình. 2 mối tình. Cách đây 6 năm em có quen một người gần 2 năm rồi lúc đó nữa là cái cuộc tình đầu tiên rồi. Gần 2 năm rồi, một tình sau thì tìm hiểu nhau được khoảng 6-7 tháng thôi. Tại vì người sau thì nhậu nhiều quá rồi xa mặt cách lòng, nhưng mà ở Đắk Nông á, em về Đồng Nai lo lên xa. Nhưng mà nhậu nhiều quá là mình không nhậu, mình gặp cái cô biết nhậu mình chịu không được, hay là mình nhậu phải bằng cổ? Em thì biết nhậu, nhưng mà ví dụ như người đó thì đang nhậu, bây giờ đang ngồi nhậu thì bàn tính tới chiều nay nhậu cái gì đó rồi. Nhậu không lợi, nghe nhậu liên miên. Dạ. Sao thấy có một ngược sao nghe. Rồi đó là xuất thân của nhà trai. Sao em nãy giờ ngồi nghe có căng thẳng? Dạ em hồi hộp rồi. Rất là vui. Vì sao? Tại vì em ngưỡng mộ chị á. Rồi, ok, đừng đặt đi đây nha. Cái mic đã đại đây, nó sẽ bị vừa. Rồi, ok. Trời, mà nói chung á, mọi người hãy quên một cô Nhi A là giảng viên, hãy quên một cô Nhi A là tiến sĩ tâm lý. Tự nhiên hai bạn thành chị áp lực ngang luôn á. Tự nhiên cái mắt là tôi muốn tâm lý kia luôn nha. Nói chung là thích chị Nhi A.
em chị bạn tư vấn mấy cái chương trình đổ dở đâu không luôn đó. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái chương trình khác hoàn toàn à, với những cái kiểu như vậy ha. Rồi vậy thì quay trở lại bản thân mình đi, mình tên gì nè? À, mình hơi hơi ngược ngược với anh này ở một cái nơi khác là Đồng Tháp, anh tới Đồng Nai. Còn mình thì bốn dân Đồng Nai, nhưng mà mình lại di chuyển qua một nơi khác là thành phố Hồ Chí Minh. À, tính Xuân Xuân, thành phố Hồ Chí Minh mẹ em ở quận nào? Đúng rồi, anh ở Đồng Nai mà đâu đâu? Anh là Nguyễn Nhân Trạch em. Ờ, chứ anh lên tới Tân Phú rồi là lên Đà Lạt luôn cho rồi. Ồ, rồi Nhân Trạch kìa, Nhân Trạch. Trường Khoa, Đại học Nhân Trạch, khu công nghiệp luôn. Thì anh khu công nghiệp. Còn khu công nghiệp, giờ mình tính nha, từ Nhân Trạch đi xuống quận 10 à, thành phố Hồ Chí Minh, có nhiêu cái? À, em cũng đi Sài Gòn liên tục mà. Tại vì nhà anh chị em có quận 12, cậu em có Tân Bình, Bình Tân. Cho nên nói chung là xa xôi em quan trọng, giờ mình có lý do để lên thăm bạn nữ thôi. Để cuối tuần đi xem phim như kia thôi. Hồi tính hết là nghe có kế hoạch hết, người ta có kế hoạch. Ờ, ta lớn hơn 1 tuổi. Ông bà sư có bao là nhất ra thứ 2 gì ra thứ 1. Nhưng mà anh Đậu là nhất ra thứ 1 gì ra thứ 2. Nó quan trọng lắm. Trời, sống lưu lẹo dữ. Rồi ngủ như bên đây mà con em lớn hơn 3 tuổi rồi ông Đậu thì sao? Thì nhất ra thứ 3 gì ra thứ 1 rưỡi. Em thấy chưa? Trời ơi. Thôi mình bớt bớt nhà ông là người ta đánh giá phẩm hạnh của mình đó. Cô gái, vậy thì công việc của mình là gì? Em ngồi dưới đất. Nghe. Liệu cũng đến Tân Phú rồi. Đúng rồi, à, để anh ghé đó ăn để tìm hiểu thêm. Người ta bán đồ sống không? Người ta bán cua sống. Có bán cua tím. Trời, tôi già vậy mà cũng không biết làm sao vậy trời. Chết rồi, tín hiệu vũ trụ lắm. Rồi, à, em có bao nhiêu mối tình rồi bạn? Em... nhưng mà nói mà quen không đi đến đâu á, hoặc là mới quen vài tháng thì chắc cũng chưa chính thức. Vậy thì cái khái niệm chính thức đối với em làm sao thì được coi là chính thức? Dạ, đi đến hôn nhân luôn thì được gọi là chính thức. Thì không phải, cái định đến hôn nhân thực sự luôn. Có nghĩa là có ý định, có kế hoạch về đám cưới đồ đàng hoàng, dẫn ra mắt gia đình hai bên đồ đàng hoàng thì cái đó được coi là chính thức. Không phải, có nghĩa là bọn em lúc đó là những mối tình khác thì do em lựa chọn xác suất là nên hay không nên, nên hay không nên. Còn mối tình chính thức đối với em thì là em đã xác nhận. Có nghĩa là em nghĩ rằng đây là cái gọi là cái chân ái của đời mình, là đây là định mệnh đời mình, nhưng cuối cùng là đã dừng lại. Chúng ta có thể chia sẻ về cái lý do dừng lại không? Như bên đây là cái này nhậu quá thì nhậu không có lại đó. Nhỏ quá thì còn nhỏ không có sao. Em là do có người thứ ba. Đúng, bây giờ có người thứ ba thì cuộc tình nó có nên dừng lại không? Dạ nên nhiều. Đó, ý hỏi vậy là để mai mốt nhớ nha, để chốt đây là người thứ hai. Dạ. Thì đừng có người thứ ba mà xuất hiện đó tìm tôi. Tại vì em thì đặt ra cái mục tiêu mình tìm một người nữ phải nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cho nên đến nhà chương trình, lên chương trình. Chị tin rằng là thực ra thì có rất là nhiều cách để chúng ta gặp gỡ một cái nhân duyên. Nhưng mà khi các bạn tìm đến với chương trình thì cái chỉ số nghiêm túc của các bạn nó cũng rất là cao, đúng không? Thì chúng ta mới xuất hiện ở đây. Bởi vì rõ ràng là đây là cái câu chuyện mà chúng ta chia sẻ với rất là nhiều khán giả cùng xem, chứ không phải là câu chuyện chỉ có hai người biết, cho nên cái độ nghiêm túc nó phải có. À, rồi, như vậy thì bây giờ điểm mạnh của mình đi. À, điểm mạnh của mình là gì mà mình tự tin rằng là cái điểm mạnh đó nó có thể thuyết phục được đối phương và mình là một cái sự lựa chọn rất là lý tưởng của người khác? Riêng về điểm mạnh em thì thứ nhất là về nghệ thuật thì cha hát khi vũ, còn đâu em cũng rồi dashboard rồi chưa dạ chưa, em mới học khi vũ những điệu rumba xì lô trong phòng trà đó. Nấu ăn thì em nấu ăn ngon, văn hóa văn nghệ tốt, dạ đời sống tinh thần khỏe mạnh, dạ nấu ăn ngon, thích du lịch nấu ăn nấu cỡ được nhiều món nha. Những món được người nãy gia đình thì rất là ngon, ví dụ như cá kho canh chua này kia, nhưng mà riêng đặc biệt nó món lẩu á. Thì hồi xưa em có làm chăm sóc cây kiểng cho nhà vườn của cô Diệu
Diệu Thảo, Thảo Quân ở Sài Gòn á. Thì cô có chỉ cho em cái gọi cái đặc biệt bí quyết để nấu nào lẩu. Thì lâu lâu vẫn nấu vẫn còn cái bí quyết đó. Đó là cái món mà gọi là át chủ bài của dạ, dạ. món lẩu đúng không? Dạ. Bên đây bán hủ tiếu. Thì có gì em học thêm hủ tiếu em nấu phụ. Ok. Lẩu hủ tiếu anh gọi là nước hủ tiếu nhưng mà lấy từ cái cốt nước lẩu. Cho yeah. biết đâu chừng ha, nó trở thành một cái món đặc thù của quán mình. Ăn nên làm ra luôn. Rồi bây giờ ngoài nấu ăn ra nữa thì còn thấy mặn gì nữa không? Biết quan tâm, chia sẻ nhiều người. Cái đó cũng là điểm yếu của em, nhiều khi mà nhiều quan tâm người ta than than nhiều quá thì mình lại nhẹ lòng lắm rồi mình là tổn thương cái đó. Cái mình bị gọi là mình bị dụ. Dạ đúng rồi, bị dụ. Rồi mình bị bao đồng. Dạ. Rồi cái mình không phân biệt được đâu là bạn, đâu là bạn gái. Dạ. Không, đâu là bạn, đâu là bạn bạn công việc thôi, em chưa bằng gái. Đó, kiểu nhưng mà nhiều khi mình gọi là mình dễ mũi lòng quá, cái tự nhiên nhiều khi mình làm cho bạn gái mình phải suy nghĩ nhiều đúng không? Kiểu giống như giúp đỡ cổ một cô đồng nghiệp nào đó. Riêng công việc em thì nam không có nữ. Từ buổi như có một cô nữ lọt vô rồi sao? Em làm đó mấy năm cũng không có nữ. Tại công việc nó rất là đặc thù cho nó không có nữ. Chỉ có nam thôi. Dạ. Rồi giống như tự nhiên vào bữa nay em chốt đơn là em bấm nút. Rồi cái tháng sau công ty em tự dưng tuyển được cô nữ. Rồi sao rồi cổ nhờ giúp đỡ. Rồi lúc đó là mình đang có người yêu nghe. Dạ. Rồi mình có phân biệt được là cái giới hạn của cái sự giúp đỡ nó nằm ở đâu không? Dạ có chứ. Tại vì em cũng đang ở tuổi gọi là đứng rồi. Nghiêm túc là tuổi nghiêm túc, nói chung từ xưa em đều là nghiêm túc. Nhưng mà em cũng đang cần một người để là nếu mình hợp thì có thể tiến đến trong hôn nhân trong một năm. Thì nếu hợp một năm thôi. Chị nghĩ là bữa nay chị sẽ bổ sung cho em thêm một cái điểm mạnh nữa đó. Mộc mạc. Rồi, bữa nay thì sao? Bạn thấy là mình có những cái điểm mạnh gì? Hả? Ủa nhưng chị nhìn là chị thấy cũng nhiều nhiều đó em. Không có hả? Là vì mình có tự tin lắm không? Hoặc xưa giờ có ai khen em gì chưa? Nói vậy thôi à? Ủa vậy thôi là làm sao mọi người? Không, giờ vẫn đẹp đúng không? Giờ vẫn được. Ngoại hình gì là nói chung là trời ơi, 8 điểm mấy trở lên rồi. Chị mày chấm theo thang điểm sinh viên gì đi dạy 8 không rồi đó. Rồi mình có cái những cái đức tính gì bây giờ điểm mạnh điểm yếu đôi khi mình cũng không có được tự tin để mình khẳng định nhưng mà nếu như tả về bản thân em thì em thấy là em có những cái đức tính gì nổi trội rồi trong công việc trong cuộc sống hàng ngày thì mình thấy mình là người mình bất lập chăm chỉ có chăm chỉ không có lâu thì thường phải chăm chỉ chứ sao em nghĩ em là biết? Cái lý do gì? Em cái dữ liệu nào mà em nói em là biết? Em ngủ là đã. Em ăn lên thì con đã. Tính ra cậu biết tưởng thụ nha. Dạ. Nhưng mà em ngủ cho đã thì em ngủ với ngày có 24 giờ thôi. Thì em ngủ từ mấy giờ mấy giờ? Em ngủ thôi. Ngủ nhưng mà làm ngủ rồi có khi cô chị đã luôn chờ ăn không có ăn được. Là cái sự dụ trong cái chuyện ngủ của em là có sự ảnh hưởng của chị cũng tại chị đôi phần đó. Nếu như ví dụ như nằm trên giường đúng không em một ngày nghỉ là nó nằm trên giường. Còn nếu như bình thường thì sáng thức dậy là mấy giờ mình thức dậy? Là sáng 8-9 giờ. Và khi thức dậy lúc đó là có cọc giờ quạo không hay là giờ đó là dậy là bình thường đó? Còn sớm nữa là cọc đó. Mình vẫn thích bình thường đúng không? Ôi vậy thì có thể thấy rằng là thay vì người khác thích đi du lịch, thích đi đây đi đó thì đối với em sự tận hưởng cuộc sống đó là cái việc là thoải mái nằm trên giường ngủ, tận hưởng sự yên bình đó. Tính ra cũng được, đỡ tốn xăng, đúng không? Cũng có lợi. Rồi.